nương theo. Chỉ có Đức Phật là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Swakato Pharavata nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm mô là pháp thanh có chính hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sandhittiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiên tâm, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Pachatanghedittappo vinyuhiti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng tri, được biết, được thay tự nơi tâm. Natthi me sa năng anh nhân, thẩm mô me sa năng quá răng. Ê tê na sách cha quách chê na hồ thu mê cha gia măng ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Suppatipanno Phagavato Savakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Uchupatipanno Phagavato Savakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nyayapatipanno Phagavato Savakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc, dứt khỏi các sự thống khổ. Sami Chipatipanno Phagavato Savakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yadidam Chattari Purisayugani, tăng nêu đến tôi thì có bốn bậc, tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Hoàn, tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Attha Purisappuggala, tăng nêu biết thì có tam bậc, tăng đã đắc đạo Tu Đà Hoàn, tăng đã đắc quả Tu Đà Hoàn, tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm, tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo A Na Hàm, tăng đã đắc quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo A La Hán, tăng đã đắc quả A La Hán. Ê Sa Phagavato Savakasangho, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A Hu Này Vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dân cung cho những người có giới hạnh. Tà Hu Này Vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân khuyên cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cung cho các ngài.
đặng khi này vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi tinh ly nhân quả đem đơn dân cung Anjalika Niyo, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái Anuttarang Punyak Khet Tăng Lô Cát Sa Ti, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Nati Me Sa Năng Anh Nhân Sẵn Khô Me Sa Năng Quá Răng Ê Tê Na Sách Chá Quách Chê Na Hồ Cứu Mê Chá Gia Măng Gá Lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con y như là chân thật này. Văn đà mi chê tí văn sắc tăng bách bách tha nê su bách tít tí tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thi bút tha ru bằng sa ca lăng sa đà. Con xin thành kính đảnh lễ tất cả bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha thầm mầm hi cha rằng anati tô cha thi thầm mầm hi cha thình anati tô ma ra na thầm mầm hi ma ra nặng anati tô sáp bê hi mê ti dê hi ma na bê hi na na pha vô vi na pha vô cam mát sa cơm hi cam ma đa ya đô cam ma yô ni cam ma bàn thu cam ma pa ti sa no yang cam năng ca ri sa mi cam ya năng wa pa pa cam wa tas sa đa ya đô pa vi sa mi ti. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân. Nam mô Bụt Tha giá, dạ đạo tràng còn nghe âm thanh của Xích Hồng Mai không ạ? Ồ, dạ con tri ân sư, dạ con kính trên ngài và dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ Hồng Mai ơi, Hồng Mai có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Xin cầm mic trở lại ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Khi nãy nghe Sĩ Hồng Mai bị đứt đoạn, cho nên chúng tôi mới chạy ra ngoài, chỉnh lại cái máy. Nhưng mà vô thì cũng vẫn nghe như cũ. Rồi mời Sĩ Hồng Mai thử lại âm thanh ha. Dạ, con xin sám hối tại nãy cái mạng con bị rớt cho nên âm thanh đứt đoạn ạ. À. Dạ,
con xin đọc bài kinh từ bi. Sắp bê sắp ta quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp gia bất cha hồn tu á ni kha hồn tu đi kha yu kha hồn tu á rô gà hồn tu sắp sắp tì hi sắp nít chàn tu su khi át ta năng ta ri ha ràn tu đúc kha pháp ta cha pha yáp pháp ta hít pha yá sô kháp pháp ta chân hít sô ca hồn tu sắp đề vị pha ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính tỉnh lễ sư trí đức cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Kính chào vừa mới vào đạo tràng. Kính mời quý vị cùng con tắt bạch để cùng thọ trì tăng quy và bát quan trai giới. Dạ, xin chờ con một chút ạ. Uka sama yang phante visum visum ra khanat tha yati sarane ngasa at thang gasa manna gatang upo sa thang ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du thi dầm phi ma dằn phàn tê vi sum vi sum ra kha na tha ya ti sa ne na sa ap thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta phi dâm phi ma dân phàn tê quy sum quy sum ra kha na tha ya ti sa ha nê na sa ha at thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ và cung thỉnh ngài trí đức từ bi quan hỷ ăn đàn truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng phật tử chúng con. Dạ sa thú làm thay, con kính dâng đức đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bát quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Năng Ca Chư Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm măng sa năng ca chá ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sang khăng sa năng ca chá ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đu ti yam vi bu đăng sa năng ca chá ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đu ti yam vi đầm măng sa năng ca chá ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ nhì, đu ti yam vi sang khăng sa năng ca chá ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, ta ti yam vi bu đa năng ca chá ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta ti yam vi đấm măng sa năng ca chá ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba, ta ti yam vi sang khăng sa năng ca chá ha
Nam mi con đem lên làm bình xin quy tăng. Cha mi con đang hết lòng thành kính xin quy Phật. Măng xa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăn xa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đu ti dân phi bút thằng xa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dân phi thầm măng xa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dân phi sang thăng xa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy thứ nhì. Ta ti dân phi bút thằng xa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dân ti thầm năng xa năng gạch cha ni con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dân ti sang thăng xa năng gạch cha ni con đem con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Thì xa rằng là cái hát năng ni thi tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. À ma phàm tuệ, dạ chúng con xin vâng. Bài này thứ ba ta kho với năng samadhi dạ mi. Còn xin với những điều học là quy chánh xa sư sát sanh à đinh na đa na về làm anh đi sẽ kho với năng samadhi dạ mi. Còn xin với những điều học là quy chánh xa sư trồn cấp brahmacharya về làm anh đi sẽ kho với năng samadhi dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy ra thông dâm mu sa hoa đa về làm anh y sẽ kho với năng samadhi dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối Sura mê ra yama cha pa mai đa tha nam về ra mặt đi sẽ có bất năng sa ma dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say vị ca lạc phô chát nam về ra mặt đi sẽ có bất năng sa ma dạ mi. Còn xin với những điều học là quy chánh xa sẽ ăn sái giờ nên cha ghi ta qua đi ta quy su cà đa sa na ma la gan tháp quy lệ ba na tha ra na man đà na vi phu sa na tha nam về là mình đi sẽ khó với nó sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh sai sư múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa Phật thơm dồi vận và đeo tràng hoa un chan sa ya namaha sa ya nam về là mình đi sẽ khó với nó sa ma dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada
Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surane Rayamachapa Madhatana. Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikalapochana. Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nachagi tawabita visu kadasa mala ganthavile panatharana mandana vipu sanathana. Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm, thoa vật thơm, nhồi phấn, đeo tràng hoa. Uccha Sayana Maha Sayana. Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang Atthangasamana Gatang Buddhap Panyatang Uposatthang Imang Charat Tình Imang Chadiwasang Sam Madewa Afirakhitum. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày đời hiện nay. Imani Atthasika Vadhani Uposatasi Lavasena Imancharatin Imancharivasansa Thukankatoang Appamadena Samarakhitabang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ra ngoài dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. À, ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sukatin yon tị sile na phu ca sam bát đài sile na ni putin yon tị ta sma si lăng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơn. Sa thú lành thay, dạ chúng con kính dâng sư đã truyền tam quy và bát quan trai giới. Tiếp đây con xin sám hối Phật pháp bảo, Phật pháp tăng tam bảo. Uttamang ghe na hoàng đề hằng pa đa tâm sum wa ruttamang bhutheyo khalito đô so bhutho kama tu tăng ma năng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng thầm mạnh cha đuôi thằng hoa rằng thầm mê vô kali tô đô xô thầm mô cà mà tu tăng mà năng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng sằng khay cha đu vi thót tamang sằng khê vô kha li tô đô xô sằng khô kha ma tu tăng ma Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý
phạm đến tăng bảo, cứu sinh tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng bước đến cho ngài, xin xin chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Tề Thalatha Sukhita Varunaha Bodhassa Sane Aroga Sukhita Ho Thasaha Sabbe Ijnati Khuyên cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lòng thay. Yang kusala kamang katta bang kiri yang mama kaya hat mawa cha manasa tida se sugatang katang ye satta sanyi no ati ye cha satta asanyi no katam punya falang lai hang sat be fa ge fa wan tu te ye tăng ca tăng suy đi tăng din năng phun nha pha lăng ma ya ye cha tát tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni huệ đa dừng sắp đề lô cam hi ye sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp đề la phàn tu ma na chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu trưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến thân hữu của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lâu dài. Y đăng quá ta nô phù nhàn a sa wa kha ya wa hàng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng nê phù nhàn nít bà nát sa bát cha yo hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư trí đức đã từ bi quan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân đến ngài cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới và bát quan trai giới do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài quan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tá Má được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chia phước này đến với toàn thể đạo đàn hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài, quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả. Với phần phước báo này, con cũng chứng nhận bệnh nhân F0 sớm phục hồi sức khỏe và trở lại bình thường. Cầu mong cho toàn thế giới và đất nước Việt Nam kiểm soát được dịch Covid để không còn nhiều bệnh nhân bị chết vì Covid. Và với phương phước báo này xin được phát sanh trí tuệ tu tập để tiến đến đạo quả giải thoát. Dạ thời kinh tam bảo và thọ trì quy giới đã hoàn mãn,
Dạ, có gì sơ sót con cũng sám lỗi cùng với Tam Bảo, cùng với Chư Tăng và quý vị đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con kính dâng mít đến sự tri đức. Dạ, con kính thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Sa tu sĩ không mai. Đại lễ Bái Tam Bảo, tọa trì Bát Quan Trai Giới rất là hoàn chỉnh. Mặc dù đường truyền hơi bị trục trặc chút xíu ha, nhưng mà vẫn làm tròn bổn phận của mình. Sa tu rất là hoan hỷ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Âm thanh lớn lắm hả? Alo, nãy giờ ai cũng coi như là nghe cũng vừa phải, chỉ có mình chiếc kim vô là kiếm chuyện hả? Nghe điếc cái lỗ tai luôn hả? Ôi vậy là vừa chứ có gì đâu mà chiếc kim công nhận cái bài này ha. Không đến đạo tràng thôi mà tới đạo tràng là kiếm chuyện. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Nhưng mà trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, đây là nghi thức. Buddho Mahesi Arahant Tathagata Lo Buddhamo Sabbagaru Hicet Thakolo Kassasathai Chanadam Mokko Vido Vanda Mahantang Narapu. Cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tinh tường thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ quý ta sa sát thu nô lô ca nó thá sa quy nà ca rô cô sắp bành nhu bút thấp bá đi phù tí sành nhá tô hoành đà má hành tầng ná rắc phù. Cái này rất cần pháp bảo quý như ánh vàng, như lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lầm đặt dũng sinh, đầy dựng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thồ su gắt tá sa sa quá cô sét kha su ca mô quá ra thầm bá sét kha cô nình đà bá sằng xà đi a na đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng đá ra phù. Cha này giác gần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bì, con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tế giá tê chê nát sách kha mê tu quá tha năng tát xà bí à nú pha quê nát xá hát xà dê nát sách chạch tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hà Dạ. Phần tài ân ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 72. Già quá đề quá anát thài giá, già quá đề quá anát thài giá, già quá đề quá anát thài giá. Câu số 2. Nhất tăng bà la sa chài gia tí, nhất tăng bà la sa già cha tí, nhất tăng bà la sa nhà già gia tí. Chỗ này sao mà hơi lúng túng ha. Nhất tăng bà la sa chài gia tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Già quá đề quá anát thà gia nhất tăng bà la sa chà gia tí, già quá đề quá anát thà gia nhất
tăng bà la sa cha ya ti ya wa de wa anat tha ya nhat tăng bà la sa cha ya ti. Bây giờ qua câu 4 ha. Hành tí bà la sa su căng sằng, hành tí bà la sa su sằng, hành tí bà la sa su căng sằng. Và câu cuối cùng, mút tham mát sa vi bà ya ta yang, mút tham mát sa vi bà ta yang, mút tham mát sa vi bà yang. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Hành tí bà la sa súc căng sằng, mút tham mát sa vi bà ta yang, hành tí bà la sa súc căng sằng, mút tham mát sa vi bà ta yang, hành tí bà la sa súc căng sằng, mút tham mát sa vi bà ta yang. Bây giờ chúng ta ôn lại toàn bài ha. Ya wa de wa anatha ya nhat tăng bà la sa cha ya ti hành ti bà la sa súc căng sằng mút tham mát sa vi bà ta yang. Ya wa de wa anatha ya nhat tăng bà la sa cha ya ti hành ti bà la sa súc căng sằng mút tham mát sa vi bà ta yang. Đọc lại lần nữa. Ya wa de wa anatha ya nhat tăng bà la sa cha ya ti hành ti bà la sa súc căng sằng mút tham mát sa vi bà ta yang. À, về giọng đọc chúng ta không thể dừng lại cuối câu số 2, cho nên nếu quý vị hơi ngắn thì nên dừng lại bất cứ nơi trường âm nào, có thể đọc hai hơi, có thể đọc ba hơi ha. Nhưng mà dừng lại thì nên dừng lại nơi trường âm, kéo dài ra, chứ không phải tới trường âm rồi cái dừng rồi không kéo dài ha. Trường âm quý vị muốn dừng lại và kéo dài trường âm đó ra à, ví dụ ya wa de wa anatha ya nhat tăng bà la sa cha ya ti hành ti hành, à quý vị kéo dài ra ha. Rồi đó là giọng kinh. Bây giờ trên giọng kệ một câu 8 từ thì chúng ta chia ra đọc một hai câu để có âm điệu lên và xuống à, nghe nó du dương trầm bổng ha, gọi là kệ. Ya wa de wa a na tha ya nya tang ba la sa cha ya ti an ti ba la sa suk kang sang mun thamasa wi ba ta yang. Ya wa de wa a na tha ya nhan tăng ba la sa cha ya ti hành ti ba la sa suk kang sang mun thamasa wi ba ta yang. Ya wa de wa a na tha ya nhan tăng ba la sa cha ya ti hành ti ba la sa súc căng sẵn môn tham sa vi ba ta yang. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Rồi bây giờ xin mời Siết Mê Ta, Siết Kim, Siết Kim Nhung.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể quý vị trong đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 72. Ya wa de wa anattha ya nhat tăng ba la sa cha ya ti hành ti ba la sa xúc căng sang một tham sa quý bà ta rằng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ya trường âm thông thường, quá đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá á là hai đoạn âm, nát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, nhát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, lát trường âm nhấn, xá đoạn âm, cha trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm, gia qua đề qua anattha gia nhát tăng bà la sa cha gia tí. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Hành trường âm nhấn tí đoạn âm ba trường âm thông thường, lát trường âm nhấn, xá đoạn âm, xúc trường âm nhấn, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mút trường âm nhấn, thá đoạn âm, mát trường âm nhấn, xá quý hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tá đoạn âm và văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hành tí bà la sa xúc căng sang mút ta mát xá quý bà ta văn. Và con đọc lại hết bài. Và qua đề qua anattha gia nhất tăng ba la sa cha ya ti hành ti ba la sa xúc căng sang một tha ma sa vi ba ta yang ya wa de wa anattha ya nhat tăng ba la sa cha ya ti hành ti ba la sa xúc căng sang một tha ma sa vi ba ta yang. Tự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ qua đê qua a nát tha dạ nhạc tăng ba lát sa cha ya ti hành ti ba lát sa xúc căng sang một tha mát sa quý ba ta văn. Và con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý chị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con vì một người, hai người, ba người, bốn người, bốn người nghe rõ vậy là tốt rồi, nghe liên tục ha, không có bị đứt khoảng ha, vậy tốt rồi. Con xin trả bài kinh pháp cú số 72. Bữa nay nói gì ta? Thì con nghe âm thanh của sư tốt rõ, con dặn bình thường thôi, nó nghe muốn nghe quá lớn đi thì phải dặn nhỏ xíu thôi. Thì ý con nói là nghe muốn biết cô tai âm thanh rất là ngon lành, tốt rồi, không gì hết. Dặn bình thường mà nghe lớn thì dặn nhỏ một chút nữa. Vậy thôi. Nói sao mà chuyện nhỏ. Thôi con trả bài cho rồi, còn có chuyện làm khác nữa. Con xin trả bài kinh pháp cú số 72. Và qua đề qua nát thà giá nhắc tăng bà lát sa trà giá hành tí bà lát sa xuất khăn sằng múc tha mát sa quý bà ta dần. Và qua đề qua nát thà giá nhắc tăng bà lát sa trà giá tí hành tí bà lát sa xuất
khăn sằng múc tham sau quy bà tay dằng. Phân tích câu 1 và câu 2. Da chừng âm thông thường, quá đoạn âm, đê chừng âm thông thường, quá đoạn âm, á đoạn âm, nát chừng âm nhắn, tha chừng âm thông thường, giá đoạn âm. Phân tích câu số 2. Nhát, 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 nhát mà, nhát chừng âm nhắn, tăng chừng âm đọc thơ giọng nguyên âm, ba chừng âm thông thường, lát chừng âm nhắn, xá đoạn âm, cha chừng âm thông thường, giá tý hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Da quá đề quá nát thà giá nhắc tầng bà lát xa trà giá tí hành tí bà lát xa xuất khăn sằng múc tha mát xa quý bà tái dần. Phân tích câu số 3. Hành chừng âm nhắn tí đoạn âm ba chừng âm thông thường lát chừng âm nhắn xá đoạn âm xuất chừng âm nhắn khăn sằng hai chừng âm đọc thơ giọng nguyên âm. Phân tích câu cũng cùi hỏi câu cuối cùng. Múc chừng âm nhắn thá đoạn âm mát chừng âm nhắn xá quý hai đoạn âm ba chừng âm thông thường tá đoạn âm dân chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích đọc lại câu 3 câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca trễ. Hành tí bà lá sa xuất khăn sằng múc tha mát sa quý bà ta dần. Già quá đề quá nát thà giá nhắc tầng bà lát xa trà giá tí hành tí bà lát xa xúc khẳng sẵn múc tha mát xa quý bà ta dần. Già quá đề quá nát thà giá nhắc tầng bà lát xa trà giá tí hành tí bà lát xa xúc khẳng sẵn múc tha mát xa quý bà ta dần. Cái kệ. Và qua đây qua anh na tha ya nhạc tăng ba lát sa cha ya tì hành tì ba lát sa xuất khăn sằng múc tha mát sa huy ba ta yằng. Và qua đây qua anh na tha ya nhạc tăng ba lát sa cha ya tì hành tì ba lát sa xuất khăn sằng múc tha mát sa huy ba ta yằng. Xong. Ai, con trả bài xong rồi đó sư. Quý vị và sư, quý vị có thấy tôi sai gì không? Có bị nhân nghĩ gì không? Không thấy rồi hết. Đó, phe ta một vỗ tay vỗ chân, hai vỗ tay vỗ chân, chỉ cái gian dứt hạ tặng hoa hồng, thích hoa hồng quá, gặp ai cũng cho hoa hồng hết. Ai, vậy cảm ơn. Đó, cô mát trà là một hai ba. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa và vỗ tay vỗ chân. À, xin cảm ơn quý chị. Ừ, ơi bây giờ vỗ tay còn đưa mất đồ nữa ghê quá gian nhất này ngầu thiệt. Dạ con có sai gì sư sửa cho con nha sư. À, con xin trả máy lại nhường bích lại hình như cô Hồng Thị Kim Dung đó. Chúc quý vị được ngày ăn vui nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng, dạ xin cảm ơn Gia Nhật Hà, Hồng Mai và Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 72. Già qua đề qua anát thà gia nhát tăng bà la sa trà gia ti hàn ti bà la sa xúc càng sằng mút tham ma sa quý bà ta dằng. Già qua đề qua anát thà gia nhát tăng bà la sa trà gia ti hàn ti bà la sa xúc càng sằng mút tham ma sa quý bà ta dằng. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan là bà của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích một và câu 2. Da là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá. Á là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nhát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm,
cha là trường âm thông thường, giá tí là hai đoạn âm. Ya wa de wa na tha ya nya tang ba la sa cha ya ti. Câu 3 và câu 4. Han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Ba là trường âm thông thường, las là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xúc là trường âm nhấn, căng, xăng là hai trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Mút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mas là trường âm nhấn, xá, ý là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hành ti bà la sa sốc căng sa căng mu ma sa quy bà ta dặn. Ya wa de wa na tha ya nya tang la sa cha ya ti hành ti bà la sa sốc căng sa mu tha ma sa quy bà ta dặn. Con xin kể ạ. Ya wa de wa anatha ya nhat tang ba la sa cha ya ti han ti ba la sa suk kang sang mutha ma sa vi ba ta yang. Ya wa de wa anatha ya nhat tang ba la sa cha ya ti han ti ba la sa suk kang sang mutha ma sa vi ba ta yang. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 72. Ya wa de wa anatha ya nhat tang ba lat sa cha ya ti han ti ba lat sa suk kang sang mut thamat sa vi pa ta yang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ya trường âm thông thường, quá đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá á hai đoạn âm, nát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, nhát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba trường âm thông thường, lát trường âm nhấn, xá đoạn âm, cha trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm. Ya wa de wa anatha ya nhát tăng ba lát sa cha ya ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Han trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, lát trường âm nhấn, xá đoạn âm, xúc trường âm nhấn, căng, xăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mút trường âm nhấn, thá đoạn âm, mát trường âm nhấn, xá quý hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tá đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hành ti ba lát sa súc căng sang mút tha mát sa quý hà ta dăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 72. Ta qua đề qua anat tha ya nhát tăng ba lát ta cha ya ti hành ti ba lát ta xúc căng sang mút tha mát sa quy tha ta yang. Ya wa de wa anat tha ya nhát tăng ba lát sa cha ya ti hành ti ba lát sa xúc căng sang mút tha mát sa quy tha ta yang. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại,
đầu nó bị nát tan. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư trí đức, quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính xin đọc câu pháp cú số 72. Dạ, qua đề qua anat tha ya ya tăng ba la sa cha ya ti hàm ti ba la sa suk căng sang mút tham sa vi pa ta yang. Dạ, qua đề qua anat a ya nhat ba la sa cha ya ti han ti ba la sa suk kang sang mut ha ma sa vi pa ta yang. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Và qua đề qua anat tăng ba la sa cha ya ti. Và là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá, á, hai đoạn âm, nát, trường âm nhấn, tha, trường âm thông thường, giá, đoạn âm, nhát, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba, trường âm thông thường, lát, trường âm nhấn, xá, đoạn âm, cha, trường âm thông thường, giá, tí, hai đoạn âm. Và qua đề qua anat tha ya nhat tăng ba la sa cha ya ti. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Han ti ba la sa suk căng sang mut tha ma sa vi pa ta yang. Han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lát trường âm nhấn, xá đoạn âm, suk trường âm nhấn, căng sang hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mút trường âm nhấn, thá đoạn âm, mát trường âm nhấn, xá hai đoạn âm, ba trường âm, tá âm, trường âm, ba sa súc căng sang mút tha mát sa vi pa ta yang. Và con xin đọc lại câu pháp cú số 72. Và qua đề qua anat tha ya nhat tăng ba la sa cha ya ti hàn ti ba la sa suk căng sang mút tha ma sa vi pa ta yang. Và qua đề qua anat tha ya nhat tăng ba la sa cha ya ti hàn ti ba la sa suk căng sang mút tha ma sa vi pa ta yang. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ya qua đề qua anat tha ya nhạc tăng ba la sa cha ya ti an ti ba la sa sung căng sang một tha ma sa vi pa ta yang. Ya wa de wa anathaya nhạc tăng ba la sa cha ya ti an ti ba la sa sung căng sang một tha mát sa vi pa ta yang. Dạ con đã đọc, phân tích và kệ xong. Có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic, xin mời niệm từ. Dạ sa thú, cảm ơn sư Sùng Mai. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Hồng Mai đã cho biết tính, âm thanh rõ, cảm ơn Thiên Vũ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 72 ạ. Dạ, qua đề qua anat tha ya nat tăng ba la sa cha ya ti hạnh ti ba la sa su khang sang mut tha ma sa vi ba ta yang. Ya wa de wa anat tha ya nhat tăng ba la sa cha ya ti hạnh ti ba la sa su khang sang mut tha ma sa vi ba ta yang. Dạ con phân tích câu số 1 câu số 2.
Da là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá á là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Và câu số 2, nhát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, last là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá tý là hai đoạn âm. Và quá đề sa anat tha gia nhất tăng bà la sét cha giá tý. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Hanh là trường âm nhấn, tý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, last là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xúc là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, mút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, quý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, và dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hành thi bà la sa su cần sang mút tha ma sa vi bà ta dần. Và qua đề qua anat tha giá và qua đề qua anat tha gia nhất tăng bà la sa cha gia ti hạnh ti bà la sa su cần sằng mút tha ma sa vi bà ta dần và qua đề qua anat tha gia nhất tăng bà la sa cha gia ti hạnh ti bà la sa su cần sằng mút tha ma sa vi bà ta dần. Tự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu, vận mai bị tổn hại, đầu bị nát tan. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 72 ạ. Và quá đi quá à nhạc à nhạc tha gia nhạc tăng ba la sa cha gia ti hành tỳ ba la sa su căng sanh mút tha ma sa vi ba ta văn. Và quá đề quá a nạt tha gia nhạc tăng ba la sa cha gia ti hành tỳ ba la sa su căng sanh mút tha ma sa vi ba ta văn. Dạ con đã phân tích và con đọc xong, con có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Dạ con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Nam mô Bích Tha Giá. Bây giờ niệm từ xin mời bà bầu của Thina. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Dạ quá đề quá an anh thà gia nhân tăng bà lát xa trà giá tí hành tí bà lát xa su cần sằng mút tha mát xa quý bà tá dần. Con xin phân tích câu 1 và 2. Dạ quá đề quá an anh thà gia nhất tầng bà lát xa trà giá tiết và trường âm thông thường quá đoạn âm d trường âm thông thường quá á hai đoạn âm nát trường âm nhấn tha trường âm thông thường giá đoạn âm nhất trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ba trường âm thông thường last trường âm nhấn xá đoạn âm cha trường âm thông thường giá tý hai đoạn âm gia quá đề quá á nát thà giá nhát tăng bà lát xá trà giá tý. Câu 3 và 4. Hành tý bà lát xá xuất căng sần muốn tham ma xá quý bà tá dần. Hành trường âm nhấn tý âm ba trường âm thông thường lát trường âm nhấn xá đoạn âm xuất trường âm nhấn khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm mức trường âm nhấn thá đoạn âm mát trường âm nhấn xá đoạn âm quý đoạn âm ba trường âm thông thường tá đoạn âm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm hành tí bà lát xá xuất cần sằng mút tha mát xá
Vipa tay yang. Ya wa de wa anat tha ya nhát tăng bà la sa cha ya tí hành tí bà la sa su cần sằng mu tha ma sa vi bà tay yang. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya wa de wa an nan tha ya nhan tăng ba lan sa cha ya ti han ti ba lan sa su khang sang bun tha ma sa vi ba ta yang. Ya wa de wa an nan tha ya nhan tăng ba lan sa cha ya ti ti ba lan sa su căng sang nguyên tham ma sa vi ba ta yin. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 72 ngày hôm nay ạ. Dạ, Qua Đề Qua Anát Thà Dạ Nhát Tăng Bà La Sá Trà Dạ Tí Hành Tí Bà La Sá Súc Căng Sang Mút Tha Mát Sá Quý Bà Ta Dằng. Dạ, Qua Đề Qua Anát Tha ya nát tăng bà lát sa cha ya ti hành bà lát sa súc căng sang mút tha mát sa quy bà ta dần. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Dạ qua đề qua anát tha ya nhát tăng bà lát sa cha ya ti. Ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đề là trường âm thông thường, quá á là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nhát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá tí là hai đoạn âm. Và qua đề qua anh nát thà giá nhát tăng bà lát sa cha giá tí. Câu số 3 và câu số 4. Hành tí bà lát sa xuất càng sang mút tha mát sa quý bà ta dần. Hành là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xuất là trường âm nhấn, căng, sang là hai trường âm đọc thi nguyên âm, mút là trường âm nhấn. Dạ, mút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, xá, quý là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hành tí bà lát sa xuất càng sang mút tha mát sa quý bà ta dần. Dạ, con xin đọc lại ạ. Dạ qua đề qua anát thà gia nhát tăng bà lát sát trà gia thi hành tí bà lát xúc căng sang mút tha mát sa quý bà ta dần. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya wa de wa anatha ya nhat tang ba la sa cha ya ti han ti ba la sa suk kang sang mun tha ma sa wi ba ta yang. Ya wa de wa anatha ya nhat tang ba la sa cha ya ti han ti ba la sa ta xuất căn mùn tha ma sa vi ba ta dằng.
Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Mến chào chị Thiền Vũ. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tiểu Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phước hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đã hữu hiện diện trong đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Con không biết Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tiểu Đức cô tu nữ phước hạnh đã có lên ôn bài chưa ạ? Cho con xin một tín hiệu ạ. Còn vị nào trong đạo tràng chưa có ôn bài thì kính mời bàn tay hoặc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu ạ. Pháp Môn Lao Cai chắc mới vào ạ. Cô Phúc Hạnh chưa thấy bài. Được. Cô Phúc Hạnh cứ cầm bút đi, Nhật Quỳnh bớt bài lên. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 72. Và quá đề quá án nát thà giá nhất tầng bà lát xá chà giá tí hàn tí bà lát xá xú cần sẵn. Mua tham mát xá quý bà tá dần. Và quá đề quá án nát thà giá nhất tầng bà lát xá chà giá tí hàn tí bà lát xá xú cần sẵn. Mua thằng mắt vì bà tá dần. Gia là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là vá á là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Câu số 2, nhát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá tí là hai đoạn âm, han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá xá xú xá là đoạn âm,
Sút là trường âm nhắn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu thứ tư, mút là trường âm nhắn, thá là đoạn âm, mát là trường âm nhắn, xá, ví là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tá là trường âm nhắn, dân là trường âm đọc theo giọng âm. Ya quá đề quá át nát thà nhấp tầng bà lát xa chà già tí hàn tí bà lát xa xú cần sần mút thát mát xa ví bà tá dần. Ya quá đề quá át và quá đề quá anh đã thà gián nhắc tầng bà lát xa chà giá tí hàn tí bà lát xa xú cần sần mút tham mát xa ví bà tá dần. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may tổn bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Kệ. Ya ya va de va anataya nya tang ba lat cha cha ya ti han ta lan sa su kang sang mua ta man xá vì ba ta dần. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, con xin xuống mít có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài, xin mời vị tiếp theo. Dạ con xin đảnh lễ và ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu 72. Và qua đề qua anatha yanyat tầng bà la sa cha yati yati han ti bà la sa suk cần sằng mút thamasa quy bà ta dần. Và qua đề qua anatha yanyat tầng bà la sa cha yati. Và là trường âm thông thường, quá đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá á hai đoạn âm, nát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, nhát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, lát trường âm nhấn, xá đoạn âm, cha trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm. Con xin đọc hai câu 1 và 2. Và qua đề qua anatha giá nhát tầng bà lá xa trà giá tí hành tí bà lá xa xúc cần sằng mút tha mát xa quý bà ta dần. Hành là trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, lá trường âm nhấn, xá đoạn âm, xúc trường âm nhấn, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mút trường âm nhấn, thá đoạn âm, mát trường âm nhấn, xá quý hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Hành tí ba lát xa xúc cần sang mút tha mát xa quý bà ta dần. Con xin đọc lại 4 câu. Và qua đề qua anatha giá nhát tầng bà lá sa trà giá tí hành tí bà lá sa xúc càng sần mút ta ma sa quý bà ta dần. Và qua đề qua anatha giá nát và qua đề qua anatha giá nhát tầng bà lá sa trà giá tí hành tí bà lá sa xúc cần rằng mút thamasat quy bà ta dần. Và qua đề qua anatha giá nhát
tăng bà la sa cha ya ti hàm ti bà la sa su càng rằng mút tham mút tham bà ta rằng tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Nam mô Bích Tha giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ con không biết đại đức Pháp Trang, đại đức Trời Đức, dạ quý sư đã ôn bài chưa, và cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con kính dân bích đại đức Pháp Trang. Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ nha. Ngài Chí Đức, Đại Đức Tại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 72. Ya wa de wa anatta yinyatang pala sacca yati hanti pala sasuktang sammutta massa vipata yang. Ya wa de wa anatta yinyatang pala sacca yati hanti pala sasuktang sammutta massa vipata yang. Ya wa de wa anatta yinyatang pala sacca yati hanti pala sasuktang tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan. Bây giờ mời đại đức Thầy Đức một hai giây. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 72. Ya wa de wa anatha ya nhat tang ba la sa cha ya ti hàn ti bà la sa su càng sang mút tham mát sa quý bà ta dăng. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ya wa de wa anatha ya nya tang ba la cha cha ya ti hắn ti pa la sa su căng sang mu tha ma sa vi pa ta yang. Ya wa de wa anatha ya nya tang ba la sa cha ya ti hắn ti pa la sa su căng sang mu tha ma sa vi pa ta yang. Ya wa de wa anatha ya nyatang bala sa cha yati hanti pala sa sukang sang mutha masa vipata yang. Dạ con xin hát, con xin nhường mic lại cho đạo tràng. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng ạ. Con xin được đọc câu Kinh Pháp Cú câu 72 ạ.
Ya qua ya qua đề qua anatha ya nat tăng ba la sa ya ya ti han ti ba la sa su ba la sa su căng sang mut tham ma sa vi ba ta yang ya qua đề ya qua đề qua anatha ya nat tăng ba la sa cha cha ti hạnh ti bà la sa su căng sang mut tham ma sa vi bà ta yang. Dạ, con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Dạ. Ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, á là đoạn âm, nát là âm nhấn. A là trường thông thường, giá là đoạn âm, nhát, nhát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tí là đoạn âm, hăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xú là trường âm nhấn, tăng là trường âm, căm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, xá là trường là đoạn âm, quý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, dâm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Ya wa de wa anattha ya nat tang ba la sa cha ya ti han ti ba la sa suk kang sang mut tham sa vi ba ta mut tham sa vi ta ta rằng tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Con xin được kệ ạ. Ya ya qua đề qua anatha ya natta natang ba la sa cha ya ti han ti ba la sa su kang tang mut tha ma sa vi ba ta yang. Dạ con xin hết ạ, con xin được xuống mic ạ, mời vị khác ạ. Dạ. Sa thú kính cảm ơn chức pháp nguồn Lào Cai. Nam mô Bích Hai giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh chờ Quang Thanh hoài không thấy đưa tay nên Nhật Quỳnh cầm mic. Quỳnh xin trả bài trước, nếu Quang Thanh trả bài thì chờ chút xíu nha. Dạ, rồi bàn tay Quang Thanh đưa chậm quá. Chờ chút đi, cho Nhật Quỳnh đã bài, để Nhật Quỳnh lên xuống mít mấy lần rồi. Không đã bài một hồi, ngày chỉ đức cho ăn trao lương. Con xin được trả bài câu Phật Quốc Kinh số 72.
mà con sẽ phân tích luôn bốn đoạn một lần ạ. Và qua đề qua anát tha và nhát tặng ba la sát cha và ti hạn ti ba la sa suốt khăn suốt căng sang một tham ma sa quy ba ta văn. Và qua đề anát tha và nhát tặng ba la sát cha và ti hạn ti ba la sa suốt căng sang một tham ma sa quy ba ta văn. Và qua đề qua anát tha và nhát tăng ba la sa cha và tì hạn tì ba la sa suốt căng sang muốt tham ma sa quý ba ta văn. Và trường âm thông thường quá đoạn âm đề trường âm thông thường quá á hai đoạn âm nát trường âm nhấn tha trường âm thông thường giá đoạn âm nhát trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ba trường âm thông thường lát trường âm nhấn xá đoạn âm cha trường âm thông thường giá tí hai đoạn âm hanh trường âm nhấn tí đoạn âm ba trường âm thông thường trường âm nhấn xá đoạn âm xuất trường âm nhấn căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm mút trường âm nhấn thá đoạn âm mát trường âm nhấn xá quý hai đoạn âm ba trường âm thông thường tá đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và qua đề anát tha và nhạt tăng ba la sa cha và tì hạn tì ba la sa su căng sang mút tham ma sa quý ba tà văn. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận mai bị trọng hại đầu nó bị nát tan. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu và con đọc và phân tích có sai con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kệ ạ. Và quả đê qua à na tha ya nhà tăng ba la sa cha ya ti hành tỷ ba la sa suốt căng sang một tham ma sa vì bà ta văn. Và quả đê qua à na tha ya nhạc tăng ba la sa cha ya ti hành tỷ ba la sa suốt căng sang một tham ma sa vì bà ta văn. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhược bình kính cảm ơn đạo tràng mến chào xích hà và vào đạo tràng. Dạ kính mời bàn tay xích hà nha. Dạ giờ mời Quang Thanh nào. Dạ, nam mô Bụtthaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Và con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, và con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, và con kính đảnh lễ đại đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 72. Già qua đề qua anát thà gia nhát tăng bà la sa cha ya ti hình ti bà la sa sang quy ba ta ta yang quy bà ta yang. Và qua đề qua anát tha ya nhát tăng ba la sa cha ya ti hành ti ba la sa sút căng sang một tham ma sa quy bà ta giang. Con xin phân tích cả bài. Ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, quá á là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nhát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cha
là trường âm thông thường, giá tý là hai đoạn âm, hăn là trường âm nhấn, tý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xuất là trường âm nhấn, căng xăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cụ xá quý là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại toàn bài. Ya qua đề qua anat tha ya nhat tăng ba lát sa cha ya ti hàn ti ba lát sa sút căng sang mút tha mát sa quy bà ta yang. Tự nó bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Dạ, giờ con xin phép kệ. Ya qua đê qua anát tha ya nhạt tăng ba la sa ya ya ti hành tỷ ba lan xà xúc căng xăng một tha mát xa quỷ ba ta yang. Ya qua đê qua a na tha ya nhát tăng ma lát sa cha ya ti hẳn đi ba lát sa sun căng sang một tha mát sa quỷ ba ta yang. Dạ con đã đọc và kệ và đã đọc và kệ xong, con có sai và mong ngài Sĩ Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin số mic. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn văn thân. Nam mô Bích Tha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn văn thân cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con kính mạch ngài Trí Đức, đồng hồ con là 5:38 rồi. Mà con chưa có thấy một bàn tay của vị nào nữa, con không biết vị nào đã ôn bài và cũng chưa ôn bài, mà hiện tại con không thấy bàn tay. Con xin thay mặt đạo tràng, con cũng thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha giá, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Ơi, xà tu, như vậy là trường âm, đoạn âm, giọng kinh, giọng kệ, quý vị đã hoàn thành xong ha. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Câu đầu tiên, gia quá đề quá nắp thà giá, gia quá đề quá nắp thà giá. Bây giờ chúng ta coi cái câu này với hai từ này ý nghĩa như thế nào. Giao quá đề quá đây là một trạng từ quan hệ ha. Thật vậy hay là tóm lại, giao quá đề quá, thật vậy hay là tóm lại. Rồi, xong chưa? Anatthaya. Ở đây
Chị anh chứ không phải là chị á. Anh tiếp tục ngữ có nghĩa là không. Rồi Atha, đây là một danh từ nam tính. Akranta Pumlinga Atha là vận may. Và chị Atha này được gì vậy? Atha này được chia theo chỉ định cách, chỉ định cách số ít. Chatuthi Vipati Ekavachana. Cho nên Anattha nó biến thành Anathaya. Anathaya là việc không may, điều bất hạnh, việc không may mắn hay là điều bất hạnh. Chị anh là không, Anattha là cũng may. Anathaya, việc không may, điều bất hạnh. Rồi câu số 2. Nhất tăng bà la sa cha gia tí. Câu số 2 có 3 từ hả? Chữ nhất tăng do căn ngữ nha. Đây là một danh từ trung tính ha. Và được chia theo đối cách số ít đối trị giá quy pháp tí e cao quá trình á. Nhất tăng có nghĩa là điều hiểu biết hay là trí tuệ. Điều hiểu biết hay là trí tuệ. Ba la sa. Ba lá xá do từ ba lá. Ba lá nó là một danh từ nam tính. Akranta Pumlinga. Và ba lá được chia theo sở hữu cách số ít. Sati Vipatti Ekavachana. Cho nên ba lá biến thành ba lá xá. Ba lá xá là của kẻ ngu. Và chữ cuối cùng cha gia tí, đây là một động từ số ít. Cha gia tí có nghĩa là sanh ra. Và bây giờ câu 1, câu 2 cho chúng ta một ý nghĩa xúc tích. Gia quá đề quá nát thà gia nhát tăng bà lá xá cha gia tí. Thức sanh lên cho kẻ ngu cũng chỉ là điều bất lợi. Kiến thức sinh lên cho kẻ ngu cũng chỉ là điều bất lợi. Câu 1, câu 2. Rồi, câu 3, câu 4. Hành tí bà lá xá xúc căng sần. Hành tí bà lá xá xúc căng sần. Ở đây chữ hành tí. Hành tí cái động từ số nhiều này. Động từ số ít chứ. Có nghĩa là giết chết hay là tiêu diệt. Hành tí là hành tí là giết chết hay là tiêu diệt. Bà lá xá là của kẻ ngu, giống như ở trên. Rồi chữ xúc căng sân. Xúc căng sân nó dính liền nhau ha. Quý vị quan hệ ha, xúc căng sân. Do cái từ xúc cá có nghĩa là sáng sủa hay là rõ ràng. Và ăn xá ở phía sau nó là một danh từ nam tính. Akaranta Pumlinga. Ăn xá có nghĩa là gốc hay là điểm
Vậy thì xúc á cộng với ăn xá nó biến thành xúc căn sân ha. Quý vị quan hỷ ha, chính là dùng xúc căn sân, nó dính liền nhau ha. Xúc căn sân có nghĩa là vận may. Xúc căn sân, đúng rồi, xúc căn sân là vận may. Rồi câu cuối cùng, câu cuối cùng mút tha mát sa quý bà ta dần, mút tha mát sa quý bà ta dần, mút tha mát sa. Ở đây chúng ta thấy chữ mút thân cộng với át sa, mút thân cộng với át sa. Và chữ mút thân là do cái từ mút tha, mút tha là một danh từ nam tính, ác rành tắp phung linh ga. Mút tha được chia theo đối các số ít đô tỷ giá quỳ phá tí e câu á trần á. Cho nên mút tha biến thành mút thân. Mút thân là cái đầu, mút thân là cái đầu. Rồi Asa, Asa đây là một đại từ nam tính, do cái từ ý đăng ha. Ý đăng ở đây được chia theo sở hữu các số ít đô tỷ chát thí phát thí e câu quá trời nè. Cho nên nó có nghĩa là cái đầu của kẻ ngu, cái đầu của người ấy. Muthamasa, cái đầu của kẻ ngu hay là cái đầu của kẻ ấy ha. Rồi xong chưa? Rồi quý bà ta dần, quý bà ta dần. Ở đây quý bà ta dần do cái động từ quý bà tề tí. Quý bà tề tí có nghĩa là làm nát ra từng mảnh, làm nát từng mảnh. Vậy thì ở đây quý bà ta dần nó trong cái dạng hiện tại phân từ, từ này hiện tại phân từ, và nó đứng làm chủ từ số ít. Nó được chia theo đối cách chứ, được chia theo đối cách số ít. Đưa thì giao về pháp thi e câu anh nè. Quý bà ta dần trong khi chê việc trong khi trẻ nhá, cái việc khiến khiến ai nghiền nhá. Ở đây có nghĩa là trẻ này, bữa này, nghiền nát. Trẻ, bữa hay là nghiền nát. Động từ là làm nát từng mảnh. Ồ dữ vậy. Bộ muốn mất dịch hay sao? Rồi câu số 3, câu số 4 ha. Câu số 3, câu số 4 cho chúng ta ý nghĩa. Hành tí bà lát sá súc căng sần mút tha mát sá quý bà thay dần. Hành tí bà lát sá súc căng sần mút tha mát sá quý bà thay dần. Trong khi trẻ hai cái đầu của anh ta, nó giết chết phần bản thể thánh thiện của kẻ ngu ấy. Alo, câu 3, câu 3, câu 4. Hành tí bà lá sá súc cần sần mút tha mát sá quý bà ta dần. Trong khi trẻ hai cái đầu của anh ta,
chẻ hai cái đầu là một cái đầu chẻ làm hai, chứ không phải là chẻ một lần hai cái đầu nha. Trong khi chẻ hai cái đầu của anh ta, nó viết cái phần bản thể thánh thiện của kẻ ngu ấy. Câu 3, câu 4. Alo, sao chưa chị Ngọc Quỳnh? Ngài Hòa Thượng Duy Đức hôm nay sao làm thơ dài quá, thơ thẳng nè. Người ngu xe đọa tâm hồn, trí thức hai lượm cuối luồng công danh, đầu to bữa nát tan tành, hoa hương úa rã cây cành thảm thương. Trong sự sụp đổ của mình, hái thâu kiến thức góp kinh nghiệm đời, người ngu đâu biết than ơi, chính chúng bữa nát bể đôi cái đầu. Sao mà dài dữ vậy? Thôi không quan tâm, chúng ta hãy chú ý câu của ngài Hòa Thượng Minh Châu ha. Từ nó chịu hành, khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Từ nó chịu bất hành, khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Rồi, cái quan trọng chúng ta phải hiểu tại sao câu Phật ngôn này qua duyên sự. Cái duyên sự làm sáng tỏ nhiều khi những cái lối dịch của quý ngài nó có vẻ hơi khó hiểu, cô đọng quá. Bây giờ duyên sự nói lên cái vấn đề gì? Đây là điều quan trọng. Câu Phật ngôn 72. Khi mà Đức Phật ngự tại Trúc Lâm, Trúc Lâm viết sao đây? Về Luwana. Rồi viết thử coi, viết có đúng không? Quý vị đọc hay quá, chính xác. Nhưng mà chữ về Luwana, về Luwana, nhớ ha, chữ Lu với L này có dấu chấm. Chúng ta nhiều khi viết quên cái dấu chấm. Hoặc là nhiều khi trong cái quý vị không có thể đánh dấu được ha, thì nhớ rằng chữ lú, quê lú là tre là trúc, quê lú quên á, coi dấu chấm, coi dấu chấm ở dưới chữ L, coi dấu chấm là sao ạ? Cái dấu chấm này hỏi sĩ Kim, sĩ Kim không có nói dấu chấm mà nó có một ruồi. Nếu hiểu cái dấu chấm là sao thì cái mục rùi cũng giống như vậy ha. Rồi tại Trúc Lâm này á, Đức Phật ngài đã đề cập đến một ngạ quỷ bị búa đập trên đầu á. Ngạ quỷ mà bị búa đập đầu gọi là Sati Kuta Beta. Tức là một ngạ quỷ đã đói đã khổ rồi. Ngạ quỷ là thường thường nói lên sự đói khổ ha. Nhưng mà đã đói khổ rồi còn bị cái búa nó đập đầu, sao mà cái nghiệp ác nó tạo ra làm cái gì mà để trả quả như vậy không biết nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hiểu ha. Ngài Mokkalana đi chung với ngài Lakhana từ ở trên núi Vichakuta đi xuống. Xuống để làm gì? Xuống để đi khất thực vào buổi sáng. Thì đột nhiên ngài Mokkalana mỉm cười. Khi thấy ngài Mokkalana đi chung với mình mà cười một cách mà coi như kỳ cục quá, thì ngài Lakhana mới hỏi: thưa hiền hữu, sao ngài lại cười một cách vô duyên vậy? Tự nhiên mà cười, vô cớ mà cười. Thì ngài Mục Kỳ Liên nói rằng: cái nụ cười của ta khi mà gặp bậc đạo sư, hãy đem cái nụ cười của ta ra mà hỏi, thì khi đó người sẽ rõ.
Rồi hai vị này đi khất thực xong rồi thọ thực sống, rồi cùng về chùa Kỳ Viên ý kiến bậc lão sư. Khi đang ngồi xuống nơi phải lễ, ngài Lakhana nhắc lại câu hỏi buổi sáng. Ngài Mukkalana đáp rằng: thưa đạo hữu, tôi đã thấy một con ngà quỷ thân hình cao lớn 3 phần 4 do tuần nhé. Phía trên đầu của nó có 6 muôn cái búa bằng sắt mà nó cháy đỏ lên cái như ngọn lửa vậy. Những cái búa sắt này bay lên giáng xuống không ngớt trên cái độc trên cái đầu của nó, đập cái đầu của nó, sọ óc của nó nát tan, rồi nó là hồn hồn như cũ. Khi mà coi như đầu nát thì coi như nó trở như cũ. Đây là một điều mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp một chúng sinh nào có hình thù như thế, cho nên khi thấy nó như vậy ngạc nhiên quá, tôi lại mỉm cười. 6 muôn búa sắt đều đủ một loạt rớt xuống đầu người đập cho nó nát. Đó là một cái cách diễn tả ha. Thì khi đó nghe ngài Mukkalana dứt lời thì Đức Phật xác nhận rằng: này các vị kheo, Như Lai cũng đã từng thấy chúng sanh ấy từ khi chứng đắc thánh quả, Phật quả, chánh đẳng chánh giác dưới cội cây Bồ đề. Nhưng mà vì cái lòng bi mẫn, Như Lai không hề thổ lộ với một người nào khác, vì có những kẻ không tin lời của Như Lai và gặp những điều bất hạnh. Bây giờ đã có một anh La Ná là nhân chứng, cho nên Như Lai mới nó rõ là ở đây. Nghe xong các vị tỳ khưu bạch xin Đức Thế Tôn giải về tiền nghiệp của ngà quỷ mà bị búa đánh vào đầu này, Đức Phật mới nói rằng: trong cái thời quá khứ ở thành Varanasi có một người đàn ông bị què, nhưng mà y có một cái tài búng dằn thun bá trung tức là bắn cái dàn thùng bún sạn. Anh ta đến ngồi dưới một cái cây đa to tại cổng đi vào thành. Lũ trẻ con thấy ở trong làng xúm lại yêu cầu: này chú, lấy sạn bắn thủng cái lá cây đa cho thành hình con voi, con chó, con bò, con ngựa. Rồi anh chàng này biểu diễn cái tài bắn sạn cho cái bọn trẻ coi, chúng vui mừng thỏa thích. Và cái nhà thiền xạ què đó được chúng đem cơm, bánh, vật thực cho anh ta ăn. Một hôm có một đoàn xa giá của đức vua ngự đến tại gốc cây đa qua cổng thành. Cái lũ trẻ này nó lôi anh què này vào giữa những cái chùm rễ phụ của cây đa rồi nó bỏ chạy trốn mất. Đức vua dừng lại gốc đa để nghỉ. Thì đức vua nhìn cái bóng râm phủ trên lông thuế của mình thấy loang lỗ khác thường, mới nghĩ rằng sao mà kỳ vậy nè. Rồi khi ngước lên nhìn những cái hình con voi, con ngựa theo các cái lỗ thủng trong lá cây, Đức vua mới hỏi: ai đã làm được cái việc này? Thì Thị Thần mới trả lời: đó là anh què. Đức vua cho đòi anh ta đến trước Long Nhan và phán rằng: này nhà ngươi, trong triều của trẫm có một cái viên quan ngự sử rất là già lợi khẩu. Dẫu cho trẫm có cố gắng khuyên nhủ nhiều lần nhưng mà ông ta cũng lắm lời, khiến cho trẫm phải bực bội khó chịu. Nếu mà nhà ngươi có thể mà bắn chừng một khí phân dê vào miệng ông ta, có thể làm được hay không?
đâu hoàn thượng được chứ. Xin hoàn thượng cho người đặt con một chỗ ngồi sáu bức rèm có khoét một cái lỗ nhỏ, rồi hoàn thượng cùng ngồi với quan người sử phía ngoài. Con sẽ có cách làm một cái ký phân dê này vào miệng của anh ta. Đức vua theo kế của anh què. Anh này lấy cái mũi dao khoét một cái lỗ nhỏ trống trong bức rèm, rồi theo đó phóng cái viên phân dê vào miệng của cái viên quan ngự sử đang ngồi lý luận với đức vua. Mãi mê hùng biện để thuyết phục đức vua, ông quan già này không có ai biết có cái chuyện khác thường. Hễ mà cái viên phận nào lọt qua miệng là anh ta nuốt ngay viên phận đó. Rồi nói tiếp, khi đã bán hết một phân một ký phân dê xong rồi thì anh què mới lay động bức rèm. Đức vua nhận được cái tín hiệu này, biết là một ký phân dê đã hết, mới bảo cái viên quan ngự sử: này khanh, quả nhân xin chịu thua, không thể nào biện luận hơn khanh được, vì khanh đã già hàm lợi khẩu quá, nuốt hết một ký phân dê mà khanh vẫn chưa chịu ngậm miệng hay sao? Sao mà nghe một ký phân dê cái Xích Nhược Quỳnh khóc rồi đó hả? Kỳ cục ha. Rồi quan ngự sử này: ô, mắc cỡ, hổ thẹn. Từ đó không mở miệng nói thêm lời nào với đức vua nữa, bởi vì quê độ. Đức vua hài lòng, chịu anh về vào trong cung và nói rằng: nhờ khanh mà trẫm mới được sự an vui. Rồi nhà vua ban thưởng cho anh ta đủ thứ phẩm vật, và còn ân tứ thêm bốn cái làng trù phú ở bốn phía thành. Khi mà hay biết chuyện này thì cái vị quân sư đắc lực của đức vua tán thán: nếu tập luyện cho tinh, nghề nào cũng là vinh, như anh què bắn sạn được là bốn kinh thành. Vị quân sư lúc bấy giờ chính là Như Lai. Vào thời đó cũng có một gã nam tử trông thấy anh què được hiển vinh phú túc thì mới nghĩ thầm: cái ông què mà còn được tài sản lớn lao như vậy, chỉ nhờ vào cái bắn sạn, vậy thì ta cũng cần học tập cái nghề này. Rồi anh chàng thanh niên đến bái kiến cái ông què đó, xin làm đệ tử, xin giáo sư hãy truyền nghề bắn sạn cho con. Ta không thể truyền nghề bắn sạn cho chú em được. Tuy bị từ chối nhưng mình chàng thanh niên không nản chí, cứ lăn la chiều chuộng, đấm bóp tay chân phục vụ cho ông thầy què, quyết làm cho ông ta hài lòng mà thâu nạp mình làm đệ tử. Lâu rồi, lâu lâu, và mỗi lần thấy thầy có vẻ vui thì anh ta nhắc lại lời yêu cầu. Về sau ông thầy này cũng siêu lòng, không nỡ phù rẫy công lao khó nhập của người hầu hạ mình, cho nên ông mới đem hết sở trường của mình truyền lại cho y. Khi mà thanh niên này đã tinh thông về cái nghề bắn sạn thì vị thầy mới hỏi: bây giờ con đã thành thạo rồi, vậy con định sẽ làm cái gì sau khi mà con rời xa thầy? Dạ thưa thầy, con sẽ đi và thực hiện cái tài nghệ của con. Có nghĩa là con sẽ làm cái gì? Dạ thưa thầy, con sẽ hạ sát một cái hay là người ta bằng một phát đạn mà thôi. Này con ơi, con mà bắn chết con bọ thì con phải thưởng 100 đồng tiền vàng, còn mà con bắn chết con người thì phải bồi thường 1.000 đồng tiền vàng.
con đem bán vợ đỡ con mà mang tai họa đó nghe con. Trừ khi cái vật gì không có gia tộc, không có cha mẹ vợ con gì, mà khi bị bắn thì không có ai đòi tiền bị thiệt hại đâu. Dạ thưa vâng sư phụ. Rồi anh chàng lượm sạn bỏ đầy một cái bao nhỏ mang theo kè kè trên đứt vẽ, đi tìm con mồi. Gặp con bò cái, anh ta không dám hạ sát, sợ mất 100 đồng tiền vàng. Bởi vì nghĩ rằng con bò này có chủ. Và thời kỳ đó có một vị Phật độc giác, hồng danh của ngài là Thiện Nhân ha. Thiện Nhân Sila Quati. Ngài an cư trong một thảo xá ở cái vùng phụ cạnh của cái thành phố. Lúc bây giờ ngài đi vào trong thành để đi khất thực, và hiện ngài còn đang đứng nơi cổng thành. Thì thấy ngài, anh chàng thanh niên này mới nghĩ nè, ồ cái ông này nè, không cha không mẹ không bà con họ hàng gì hết, mà nếu mình có bắn chết ông ta cũng không có ai đòi bồi thường nhân mạng. Vậy thì ta lấy ông này thí điểm cái tài nghệ của ta. Rồi ta nhắm ngay lỗ tai của Đức Phật Lục Giác, bắn ra một phát, cái viên đạn nó bay từ cái lỗ tai phải, nó lọt ra ngoài theo cái lỗ tai trái. Đức Phật Lục Giác thọ khổ thay quá, không đi bác được nữa, nên ngài đã bay về thảo xá và vô dư niết bàn. Dân chúng thắng bóng Đức Phật đi trì bình mới nghĩ, chắc có lẽ ngài đau yếu gì đây. Rồi kéo đến thảo xá, trông thấy ngài đã viên tịch, ai cũng thở than khóc lóc. Thấy thiên hạ kéo nhau đến thảo xá thì anh chàng thanh niên này cũng đi theo. Đi đến cái nhục thể của Đức Phật Độc Giác, chàng tự thú nhận rằng mình đã hạ sát ngài. Cái ông này nè, ông đi vào đứng ở cổng thành nè, đi khất thực nè, ông đứng trước mặt của tôi nè, hôm nay là cái ngày tôi xuất sư nè, cho nên tôi đã bắn ông ta để thử coi cái tay nghề có khá hay không. Ai ngờ bớt một phát mà ông ta đã chết. Đại chúng nghe nói đồng thanh là họ giữ chặt nó lại, giữ chặt nó lại, thủ phạm bắn chết Đức Phật Độc Giác của chúng ta. Thế rồi phần đông súng là đánh đập cả thanh niên sát nhân, cho đến khi anh ta chết. Chết rồi anh ta bị đọa vào quá ngục vô gián, bị thiêu đốt rất là lâu, cho đến thời quả đất này dạy thêm một do tuần mới tránh khỏi nơi đó. Do cái quả còn dư sót, anh ta hóa làm một con ngạ quỷ bị búa đập đầu ở trên núi Gichakuta. Khi mà thuộc dứt câu chuyện này thì Đức Phật kết luận: này các tỳ kheo, phàm con người ngu á mà được nghề nghiệp thiện xảo, hoặc là được cái tiền của tiền nhiều, rồi có quyền chức, thì họ tự hại lấy bản thân của họ là như thế. Rồi Đức Phật kết luận bằng câu Phật ngôn 72 phải không? Để coi như vậy. Rồi ngài kết luận bằng câu Phật ngôn 72: Ya quá đề quá anatha ya nhã tằng bà la sa chà ya tí hành tí bà la sa súc cần sân mutthamasa bà ta dần. Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, còn may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Khi mà câu Phật con này chấm dứt thì có rất nhiều vị tỳ kheo chứng thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Phật. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng người ngu được thế dám làm ngang, gặp bậc chân tu bắn giết càng.
sạn nhỏ một viên vào ốc Phật, búa to muôn cái đập đầu nhà. Phô danh chưa thấy danh thêm rạng, tạo khổ nào hay khổ lại mang. Quả ngục thiêu còn dư sót lại, làm thân ngạ quỷ đỉnh linh sang. Alo, quý vị nghe rõ ha? Âm thanh Thích Nhật Quỳnh rõ và liên tục ha, rất là hoan hỷ. Vậy thì nghe rõ ý kiến quý vị nghĩ như thế nào? Rồi, xin mời quý vị có ý kiến. Chúng ta chỉ có 6 giờ 11 phút còn thời gian. Khi mà nghe nhân sự này thì ý kiến của quý vị, cảm tưởng của quý vị nghĩ như thế nào? Bởi vì sau khi cái phẩm ngu này tới cái câu Phật ngôn 75 là chấm dứt trong một loạt của phẩm ngu, thì chúng ta so sánh lại coi chúng ta học những câu Phật ngôn này, chúng ta thấy chính bản thân của chúng ta ngu ở chỗ nào. Im lặng là vàng ha, không được. Rồi bây giờ coi Sích Nhật Quỳnh ha. Sích Nhật Quỳnh nói là im lặng là vàng, nhưng mà vàng của Sích Nhật Quỳnh là vàng bao nhiêu carat? Vàng khối hay là vàng chỉ? Rồi mời Sích Nhật Quỳnh có ý kiến trước. Sích Kim từ từ ha. Rồi Sích Nhật Quỳnh nói im lặng là vàng. Vậy bây giờ chúng ta hãy coi Sích Nhật Quỳnh vàng như thế nào. Nam Mô Bổn Thầy, sa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng từ vựng cũng như viên sự câu pháp của kinh số 72 để cho chúng con được học, hiểu và có thể hành theo chút chút để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con thì ngắn gọn hai ba ngày. Im lặng là vàng, có nghĩa là mình mà ham nói ô mến chào sư khá anh đức khá về vào đạo tràng nha. Như trong cái duyên sự cái bài học này đó, mình ham nói là mình chết chắc luôn à. Mà mình ăn cả phân, cả ký phân cứt dê mà mình còn không hay, cũng vì ham nói. Dạ cũng vì nói nhiều, tranh hơn tranh thua, thì im lặng là vàng. Bản thân con thấy là như vậy. Ví dụ như có những lúc đó, con nghe cái vị đó trái ý nghịch lòng, hoặc là con nghe quan hỷ thì con sa thú, con chúc mừng. Con nghe cái gì mà trái ý nghịch lòng một chút đó, thì con phải dạy nó. Dạ con phải dạy nó hoài luôn. Im lặng, im lặng, không được chát, không được nói, im lặng, im lặng. Thì cái do cái con nghe ngài giảng câu duyên sự này thì con thấy im lặng là vàng. Coi như mình ít nói là một chút đó, thì mình đỡ tạo nghiệp. Mình nói nhiều quá mình sẽ tạo nghiệp, không phải đợi mình nói nặng nói nhẹ người ta mình mới tạo nghiệp. Mình chỉ cần hiểu chưa thấu đáo một cái duyên sự, một vấn đề trong Phật pháp mà mình nói lên thì mình cũng đã tạo nghiệp. Nên là con thấy im lặng là vàng. Dạ con chỉ dám tắt như vậy, con cũng thỉnh ngài, ngài chỉ dạy cho con để con sửa. Con kính nhân bích đến ngài. Nam Mô Bổn Thầy, dạ một lần nữa con kính dâng bích đến ngài ạ. Dạ ý nghĩ con có sai theo cái câu duyên sự ngài này thì ngài chỉ dạy cho con. Dạ con kính dâng bích đến ngài. Alo 123 123, quý vị nghe rõ ha? Rồi xà thủ. Xích Nhật Quỳnh im lặng là vàng, khổ đế.
Tại sao gọi là im lặng là vàng? Cái im lặng là vàng á, có hai vấn đề nữa. Cái im lặng mình biết mà mình không nói, cái đó có vẻ cái vẻ không được thỏa đáng nha. Ví dụ như bây giờ đạo tràng im lặng như thế này mà không cầm mic thì sao? Thôi đóng room ngủ cho rồi chứ còn cái gì mà sinh hoạt. Cái im lặng của quý vị là im lặng phá đám. Khi mà sinh hoạt như thế này, quý vị thắc mắc, quý vị nghe không thích hợp, phải nói lên cái tâm trạng của quý vị. Quý vị cầm mic được, quý vị có ý kiến để học hỏi lẫn nhau. Tại sao gọi là im lặng hả? Rồi trong cái im lặng mình không hiểu không biết gì hết á, mình im lặng thì cái im lặng đó mình có tiến bộ được hay không? Ai sao tôi dạy hả? Ai làm bậy tôi không làm theo à? Đâu được. Mình phải có lý tưởng, phải có mục đích, phải có hướng đi. Thì bây giờ xin lỗi dùng một cái câu hơi thô ha. Khi mà dồn vào bức tường thì cùng đường thì sao? Nó phải quay lại, nó sực mình ấy chứ. Tại sao trong một cái trận thế mà dựa lưng vào bờ sông để mà dàn trận đánh với người ta? Bây giờ cứ nghĩ rằng phía sau mình không cố gắng để mà lo cái thân mình thì nó sẽ dồn mình rớt xuống sông chết ngắt. Cái thế đó là thế mà tử thủ. Phải tiến lên, phải cứu lấy chính mạng mình. Bởi vì sao mình lỡ bờ sông mãn lùa mình xuống dưới là thấy thành bị dịch rồi. Rồi cái xin lỗi, cái đó là hy sinh vì nước, cái không kịp ngáp luôn. Cho nên khi mà mình thấy rằng mình cần phải phản kháng, mình cần phải tự vệ, mình cần phải cứu lấy chính mình thì phải nỗ lực. Trong sự học cũng vậy, chúng ta im lặng là chúng ta thất bại. Không phải là vàng, mà im lặng là chúng ta không có tiến bộ. Im lặng đúng thời thì tốt. Anh chàng quân sư kia ham nói quá, cho nên bị một ký phân dây dùng mà vô trong họng á. Là anh chàng đó là anh chàng ngu, mà nói nhiều là chết. Mà có một cái sự thỏa thuận giữa đức vua với anh chàng bốn sạn này, và khi hết một cái ký văn dê rồi thì người ta mới quê độ mà vạch trần ra sự thật. Còn Sĩ Kim hỏi cái anh què mà truyền nghề cho cái anh chàng thanh niên kia, như vậy thì cái ý nghĩa là sao hả? Anh sao người thầy dạy tên ngu này có bị gì hay không? Dạy là dạy chứ, bởi vì nó năn nỉ thì bây giờ nó theo năn nỉ phục vụ, nó hầu hạ, mà nó chịu kiên trì nhẫn nại để mà học nghề thì thôi, người ta hữu tỉnh hữu lai, vô tỉnh bất đáo. Người ta năn nỉ thì cho, thì chuyên nghề đâu có tội. Còn cái anh chàng và thanh niên kia có tội là cái đầu óc anh ngu. Cho nên anh mới nghĩ rằng cái ông sa môn này không có bà con, không có họ hàng, không có ai thân bằng quyến thuộc, thôi mình thử tay nghề. Nhưng mà rồi cái bị cái trường hợp như vậy đó. Rồi Sĩ Kim thắc mắc nữa hả? Hỏi đi. Rồi mời Sĩ Kim. Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Dạ, trước hết mà con hỏi cái câu hỏi của con á, ý con nói là cái ông này không có dạy về cái hạnh mà hành nghề cho đúng á. Khi mà cái người đệ tử này á hỏi khi mà người thầy ông què đó, ông nói khi mà con đã học xong được cái nghề của ta rồi, con sẽ làm cái gì? Anh chàng ngu này thêm một ngu bẩm sinh đó sư, ngu bẩm sinh, ngu không trừ ai ngu hết chứ. Mới nói là ổng thì bắn giết cái gì đó, một người nào đó, thì
để nổi tiếng thì ông thầy có nói với anh ta rằng, theo như sư nói đó, này con đừng bắn một con bò nó tốn bao nhiêu tiền đó đó, thì bán vợ bán con cũng không đủ đâu, thì vậy đó đừng lên nên 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 giết như vậy. Tại sao lúc đó ông ta không nói rằng người tại sao người không làm giống như ta vậy đó, coi giấy coi lá gì đó bắn cho giống thành hình con này con kia, hay làm một cái gì tốt hơn, đừng nên làm tổn hại chúng sanh. Một người hay là con mèo con chó gì cũng là chúng sanh. Tức là ông này chắc không có hiểu về đạo Phật hay được vấn đề mà như là đạo đức đó sư. Thì con hỏi vậy, chính cái lời ông ta nói lựa kêu ông thầy què kêu cái tên học trò ngu bẩm sinh này đó, ngu không chừa ai ngu hết trơn. Là giờ giết một người nào mà không có thân bằng quyến thuộc gì hết, không có tình sắc, không có thân bằng quyến thuộc thì người ta cũng là chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh, nguyên tắc đó. Mà cái tên ngu 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 không chừa ai ngu nữa trơn á, ngu thầy chạy luôn, là xui xẻo gặp một vị sư, vị sư phải tôn trọng, không tôn trọng thì đừng có chọc người ta. Mà không ngờ vị sư này đó là một vị độc giác thật, trời ơi, của cái nghiệp nặng kinh khủng luôn. 60 con cái búa, tức là 60.000 cái búa mà tự bổ xuống một xuống mặt lửa không, trời chỉ là thấu chết xong rồi chứ. Vậy tại vì nó là quỷ mà tái sinh lập lập tức là chịu sống vậy hàng triệu hàng tỷ năm, trời con nghe tới là con nổi da gà luôn nghĩ sư. Ý là con muốn hỏi là một lời nói của một người thầy dạy mà không có đạo đức, không có chỉnh, không có sâu xa hơn một chút dạy về làm người như đạo đức đó, đừng nên giết hại, đừng nên làm tổn hại chúng sanh thì vẫn tốt. Ông ta phải nhắc đây này này này, đừng có làm hại chơi con chó con mèo hay gì, chúng nó cũng có sự sống, cũng có vậy đó, đừng có nên làm vậy. Hồi ngày xưa ta được giỏi thì được thưởng, thì ta cũng chỉ lấy đá bắn vô cái lá làm hình con này con kia. Chính giờ ta bắn trúng vô cái miệng của cái tên mà nói nhiều á, để cho nó bớt nói đi, làm ông vua bực mình quá, cái gì cũng 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 tỏ tỏ vô nói để mà ông vua không được vui lòng. Nhưng mà chỉ là bắn chích ve cho tên này nó ăn thôi, chứ không có phải làm giết hại ai hết. Ý con nói gì đó thì cái người mà dạy mà không có thâm sâu sắc như vậy, để cho cái tên này nó bị cái quả báo rất là nặng giống như vậy đó sư. Thì tại trong sách nó không có nói chứ ông thầy què này nè có bị gì không, thành ra con hơi thắc mắc vậy đó. Vậy con hết đi sư. Ý là con nói là cái bài này ngu, đúng là kẻ ngu, mà có những người con thấy ngu quá trời ngu luôn, trong cái sự tâm tư nó không có một tâm thiện tâm hiền đó, nó sát sanh, nó làm hại chúng sanh. Một người ta còn sống vậy quá, nó bắn từ lỗ tai này qua cái lỗ tai kia, trời ơi thiệt, còn thấy rất là dễ sợ đó sư. Cho dù nó bắn một người thường mà làm người ta mà đau đớn dễ sợ giống vậy thì nó cũng bị quả báo rất nặng, huống chi một vị độc giác Phật. Con chỉ nói vậy thôi sư, con xin trả máy cho chơi sư rồi, xin sư nói tiếp rồi, con cảm ơn bà. Hello. Sư có nghe liên tục được không sư? Vậy tử giờ con nói có nghe được cái gì không sư? Có cần con nói lại không? Hay là sư lên nói tiếp đi, con không biết là tại sao không nghe được liên tục vậy? Hồi nãy con nói có nghe, vậy con trả máy lên cho sư nha.
Alo, alo, 123, 123, quý vị có nghe Sĩ Kim nói liên tục hay không? À, Sĩ Kim thì nghe rõ ha, nhưng mà cái máy của Sĩ Kim, đúng rồi, à, bị đứt quãng, có khi nghe rõ, cái nghi khi không. Thì bây giờ cái ý của Sĩ Kim á, à, chúng tôi xin túm lại ha. Không phải là ngu bẩm sinh mà ngu bền vững, còn có thêm một cái ngu nữa mà Sĩ Kim trình bày, đó là ngu gì chạy, trời ơi, ngu gì mà đi nổ ông thầy và bỏ của chạy lấy người. À, thì chúng ta nên biết rằng cái vấn đề gì cũng vậy, cái dụng của nó, tức là cái người sử dụng cái việc đó về cái vấn đề thiện hay là ác. Ánh chàng què kia thì ảnh bị què đi không được, cho nên bọn nhỏ mới dùng một cái kiệu, à, cái cán để khiêng anh ta đi. Mà khiêng anh ta đi thì tới cái gốc cây đa, thích nghi với anh ta với cái tài bốn sạn là bọn trẻ yêu cầu, làm cho tôi, chú làm cho tôi một con voi, chú làm cho tôi một con chó, thì nó sẽ trả công bằng một cái bánh hay là một cái món ăn gì đó. Thì anh chàng bún sạn này á, anh hành nghề bằng cái đực của anh ta, thiện xảo của anh ta, mà tạo ra con voi, con chó, con gà. Mà quý vị mới nghe gà gái không? Thì bọn trẻ nó thỏa mãn theo ý của nó, rồi nó đem bánh kẹo cho anh ta, rồi anh ta sống qua ngày. Tại anh ta què, anh ta mới làm được chuyện đó. Nghĩa là trong cái gì nó thích nghi với cái đó, mà búng lên những cái lá cây như vậy, nó đâu có phải là chúng sanh có thức tính. Cho nên cái việc làm của anh ta, mà chính đức vua đi đến đó, thấy những cái sự loang lổ qua ánh nắng này, nó chiếu vào lông bào của đức vua. Đức vua ngạc nhiên nhìn lên, ồ, thấy hay quá, cái lá cây hình con chó, hình con gà, đẹp quá. Và hỏi rằng ai làm, ai đã có một cái tờ vậy? Thì các quan nói, ở đây có một cái người què, họ thực hiện cái hành động đó. Đức vua mới nghĩ đến ông quan ngự sĩ anh này ham nói, anh này không phải là cái ông mà gọi là bà tám á, hay nói. Rồi ông vua mới nghĩ ra cách, cái người mà búng những cái lá cây mà thành con này con kia có thể trị cái ông quan ngự sĩ đó được. Và hai bên thỏa thuận với nhau bằng một ký phong dê. Ông kia ham nói, hả miệng ra là lọt vô liền, lọt vô trong miệng là cái tật mà nói quen rồi, rồi nuốt cái nói tiếp, nuốt cái nói tiếp. Khi mà đầy một ký phân dê rồi, đức vua mới nói thôi đủ rồi, cả một ký phân dê ở trong bụng người mà người còn muốn nói cái gì nữa. Mà giữa đám đông thần mà như vậy là một cái sự quê độ, làm cho quan ngự sử đó bỏ cái ham nói. Nhưng mà ngược lại, anh này đầy đủ tay chân, đầy đủ coi như sức lực như thế này, mà thấy cái ông kia què, nhưng mà chỉ cái tài bún xà không mà được bốn cái ngôi làng trù phú, mà sống vinh hiển sung sướng. Vậy này mới đi học cái nghề này để được hiển hách, để được sung sướng. Nhưng mà học thành nghề rồi để làm cái gì? Cái việc làm của ông thầy á, là một việc làm có lợi ích, một cái việc làm mà hiền thiện. Còn anh này á, khi mà đã giết người rồi, thử tay nghề giết người rồi, mà còn dám khoe khoang nè. Còn cái ông đó bị chỉ có một viên sạn thôi, mà tôi đã giết được ông ta. Ê, ngu mà còn khoe nữa, ngu mà còn lì đòn đem khoe,
để giữa đám đông người ta sao? Một cái sự tôn kính, một cái vị sa môn khả kính khả ái mà bị giết một cách vô lý như thế này thì người ta tức. Họ là cư sĩ cho nên coi như thôi đánh đập cho thoải mái, tức trút giận lên người ta. Mà khi trút giận lên người ta với một số đông người như vậy thì anh ta chịu sao nổi, nhắm mắt tắt hơi và phải đọa vào khổ cảnh do cái ác nghiệp mình làm. Cái việc bún sạn là bún sạn, với một người sử dụng cái bún sạn đúng lúc trong thiền pháp, còn anh này sử dụng để giết người, cho nên hai cái việc làm khác nhau. Thì bây giờ chúng ta thấy sao? Đã ngu mà còn khoe cái ngu của mình. Cho nên câu Phật ngôn 72 là một câu chuyện, một cái tấm gương để chúng ta coi như không phải im lặng là vàng ha, mà chúng ta phải suy nghĩ cái việc làm này thiện hay là ác. Thiện thì chúng ta chấp nhận, bởi vì mình là người Phật tử phải hành thiện chứ. Còn nó là ác rồi, cho em xin hoặc là rút lui, thì như vậy nó tốt đẹp. Cho nên câu Phật ngôn 72 cho chúng ta một bài học để bất cứ việc làm gì chúng ta nên suy nghĩ thiện hay là ác. Thiện thì tiến lên, mà ác thì xin dừng lại. Cho nên trong một câu Phật ngôn nào đó thì Đức Phật có nói là không bước tới mà không lại. Bước tới là nó trôi luôn, dừng lại là nó chìm xuống. Vậy thì chúng ta lơ lửng và chúng ta nên tìm hiểu thiện hay là ác. Rồi bây giờ hơi lố hai phút ha, chúng ta chấm dứt câu Phật ngôn này và mong rằng quý vị trong cái phẩm ngu này tới câu Phật ngôn 75 chúng ta sẽ ôn lại coi rằng trong cái phẩm ngu này chúng ta có ngu giống như cái câu chuyện này hay câu chuyện kia. Đó là những cái điểm tương đồng và dị biệt để chúng ta nhận định cái phẩm ngu chúng ta đã học được cái gì. Rồi xin chấm dứt ở đây ha, với những câu Phật ngôn này là những bài học để chúng ta được an vui tiến hóa trên đường tu tập. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ cùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha quá chê na so thị vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư không nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.